đón thì đại gia đình chúng ta đã có chút thời gian và Ngọc Quý và Hậu Quỳnh đã cùng nhau trở về đây để chúc phúc cho đội trẻ được vang ạ. Và những quý vị quan khách quý của chúng ta đang đứng ở bên ngoài cổng Xuyên Hôn, chúng ta cùng nhau nhanh chân các bước, cùng nhau di chuyển ở bên trong Xuyên Hôn. Và những quý vị quan khách quý nào, chúng ta nhận được những món quà hạnh phúc, món quà tình yêu của đội trẻ Đăng Quỳnh, Thế Hương, chúng ta hãy cùng nhau trở về phía chúng ta để cùng nhau nhận những món quà hạnh phúc, món quà tình yêu của đội trẻ dành tặng của Nga. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị quan khách quý đang ở phía trên ngoài cổng Xuyên Hôn đang ngồi quây quần bên bàn nước bàn chè, chúng ta cùng nhau nhanh chân các bước, cùng nhau di chuyển ở bên trong Xuyên Hôn. Mời quý vị để nhau sắp xếp công việc của mình để cùng nhau trở về với chân tâm hạnh phúc thế giới của gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay với một thời gian sớm nhất và sự hiện diện của toàn thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đã góp phần làm cho buổi lễ thành hôn của gia đình chúng ta đang quyền thánh thiện cùng gia quyến hương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thêm phong trọng lịch sử. Chúng ta sẽ nghe thế nào chương trình và tiếp tục với lời phát triển mời và cảm ơn với các thể quý vị. Chương trình này có việc phía đồng hành xương, việc với lòng hợp trường lệ của Nia, ăn được việc và chưa đời bác thìa phòng chân phòng phủ ta lòng bao diều, nằm khôn cùng thanh điện bao trùng, ăn được việc bệnh. Còn gian nan vất vả, các bạn trẻ của chúng ta đã không ngại bước qua một tình bạn chân chính và để rồi đã bước đến một tình yêu chung thủy và trở về ngày hôm nay đây. Anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Với mình rồi lại với ta, tròn xanh đôi đứa, mặn mà tình thông ra. Tình yêu các bạn đẹp như là ánh bình minh. Và kết thúc tập thể của vị thân mến và được sự đồng ý của hai bên gia đình và được sự cho phép của chính quyền địa phương nơi sở tại. Hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2023, tức ngày 17 tháng 1 năm Quý Mão, tại gia đình nhà trai, bản Ổ Cha, xã Mường Bon, Mai Sơn, Sơn La, MC Anh Tiên và MC Khánh Dô đến từ trung tâm tổ chức sự kiện nhà dạp toàn gái, xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Đăng Quỳnh, Khánh Duyên cùng cô dâu Thúy Hương xin phép được chính thức bắt đầu. Vâng ạ, những tràng vỗ tay toàn thể quý vị rồi ạ. Lại bà mẹ bên ông chúc đội của mẹ mở đi lèn sữa nà lèn phá màn hạt cằn sút có tuôn tương mở xuống khỏi và sò chiên hoặc tinh lại bà mẹ bên ông. Dạ vâng, cả kính thưa tập thể quý vị thân mến và những tràng nhạc và những tràng pháo hòa quyện với tràng vỗ tay của tập thể quý vị quan khách vừa rồi cũng đã minh chứng rằng kể từ giây phút này đây các bạn trẻ của chúng ta đã chính thức trở về một mái ấm gia đình rồi trước sự chứng kiến của tập thể quý vị quan khách của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, phải không ạ? Vâng, cả kính thưa tập thể quý vị thân mến và ngày xưa trước khi để vợ lấy chồng
thì các cụ ông cụ bà của chúng ta thường dặn dò các con của mình rằng yêu thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho vui, mổ gà cho phân con cái đuôi, mổ lợn cho phân cái đuôi với cả cái bóng giò, vượt qua sông thì phải nhìn đò, mới cho nên thành phút thì phải nghe lời dặn dò của mẹ cha phải không ạ? Và cái tên tập thể của vị thân mến và sự ủy quyền của hai bên gia đình, và có xin được trả lời cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh Tiên xin phép được nói bằng tiếng Thái ạ. Vâng ạ. Ở trên tinh lại bà mẹ bên ông hạt sương hoặc hệ xung quanh của chiếc sò tàng nả tàng ta do phương sòng pha bù ra tàn nay ở cái sương bay bà cây cánh bờ hao và dân mặc mền quen quang cắn đã ngoan từ sương ma điều có trắng bay bà lẩy khót là có trắng tô sa ảo lẩy quan báo quan sao có trắng tô sa mọi người đầu sò phép tàng nả tàng ta đổi phối mới đăng quỳnh qua thí hương như sương bay bà bà mẹ ơi ơn tôi bò là cánh mẹ là chắc chào sẵn mà nho ơn tôi mẹ bánh chào sẵn mà nhong cho nên chiếc sò sòng quan tặc đầu chiếc sò chúc buồn sương chúc phải cò vĩnh an vạn kiếp nhất chút lầy của hải bay mò lại xong và biển sáu tay cũng tông lướt hoành bằng mướn sở trời ngồi biển hồi nằm nồi hờ lù là hót tắc kiến giòn lưng tè nắp bò mề pì nòng ơi. Sau vâng cảm kết điện tập thể quý vị thân mến và nhiều món quà của hai bên gia đình dành tặng cho cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay và đấu đến tình cảm của hai bên gia đình. Vâng ạ, kiểm tra chai rượu còn nguyên đúng không ạ chú rể ạ? Nguyên tem phải không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể hãy xé chiếc tem Made in Việt Nam ra xin mời ạ. Vâng ạ, rất là chuồn chù và tuyệt vời. Xin mời chú rể hãy sóc chai rượu thật mạnh lên trước đi ạ. Vâng ạ, mạnh hơn đi ạ. Vâng ạ, rất là nhẹ nhàng với các chú rể rất đầy tình cảm. Và xin mời chú rể ạ, hãy dùng ngón tay cái của mình để khui chiếc nắp chai rượu. Vâng ạ, trước khi khui, vâng ạ, hãy tháo bỏ chiếc khóa sắt ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể ạ. Nhẹ nhẹ và từ từ thôi chú rể ạ. Rất là thành công và vâng ạ. Và xin mời cô dâu chú rể cùng nhau chung tay dắt lên tháp lì tình yêu. Xin mời. Cảm ơn cả cái đêm tập thể của vị thân mến và quả thật đúng là em như chén rượu đầy anh chưa uống mà lòng đã say, nếu em là chén rượu cay cho anh xin uống để say suốt đời. Và cái đêm tập thể của vị thân mến, những giọt rượu đang chảy trên tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đó là ly rượu của hạnh phúc, ly rượu của tình yêu và những làn khói trắng lan tỏa trên tháp rượu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho chú rể được không ạ? Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời chú rể Đăng Quỳnh ạ, vẫn như cũ ạ. Vâng ạ, xin mời ạ, xé xích tem ra trước đi ạ. Vâng ạ, rất là nhẹ nhàng phải không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể ạ, hãy sóc chai rượu thứ hai thật mạnh đi ạ. Chai rượu này chính là chai rượu hiếu triệu nghĩa được không ạ? Vâng ạ, xin mời cô dâu ạ và cô chú rể ạ, được không ạ? Rất là thành công phải không ạ? Và xin mời chú rể ạ, hãy tháo bỏ chiếc khóa sắt được không ạ? Vâng ạ, xin mời chú rể ạ, hãy tháo bỏ chiếc khóa sắt, sau đó dùng ngón tay cái của mình khui chiếc nắp chai rượu champagne thứ hai. Xin mời ạ. Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nhau thứ hai vô cùng đầy ý nghĩa và đó là tình cảm của cô dâu và chú rể dành đến bậc thân sinh, những bậc sinh thành của mình trong buổi trưa ngày hôm nay để cảm ơn công lao tôi dưỡng sinh thành dục của mình trong buổi trưa ngày hôm nay phải không ạ? Vâng, đây là thể của vị thân mến và xin được làm mẹ của mình trong buổi trưa ngày hôm nay và xin được trân trọng kính mời chú rể Đăng Quỳnh hãy nâng hai ly rượu lên phía phái đoàn họ gia đình nhà gái và xin được trân trọng kính mời cô dâu Thúy Hương hãy nâng hai ly rượu lên phía phái đoàn họ gia đình nhà trai một lần nữa trân trọng và kính mời. Xin đây lại của mẹ bên ông hàng xương cũng như sắc lắm là của mẹ bên ông ơi quan chiến thắng tay lại có cái kiên mà bầu cùng ai liêng có xe lán tu phà có những điện xưa năm tết sở bị nhớ không có bất kỳ với lại biết cùng ai áo em xình từ nam sông ơi cho nên đổi phương biết mở Đăng Quỳnh Thúy Hương có lại pin cu sứ đồi có bất lưỡng sẽ cùng ai áo em xình chào cho nên mi chén lẩu nồi nưng sọt tắc sọt nho ở sọc ai sóng em sọ chân mơi đổi phương biết mở áo gan túm chén lẩu sóng ai sóng em sọ lại chiên mơi. Dạ vâng ạ, cái đêm tập thể quý vị thân mến và ngày hôm nay rất là vui tập thể quý vị ơi. Tập thể quý vị quan khách của chúng ta đã mất chút thời gian và ngọc quý giáo của mình để cùng nhau trở về đây chung vui cùng với giáo đứng lên để uống một chén rượu của hạnh phúc, chén rượu của tình yêu cùng với cô dâu và chú rể trong buổi trường ngày hôm nay phải không ạ? Hát cửa chia tinh lại bộ mẹ pin ông hạc xương Việt tề hóc cử vị ý về lại thời bộ mẹ pin ông ơi. Ở mình hay nọ bộ mẹ pin ông hao phần cái sáng bơi vị băng càn trắng mai ỉn mang muôn mà chôm phở chôm khởi ta tư hân tây giàu các bà má ứ khá đi đã tăng phú tăng già ở tăng tá tăng nay chứ sọ tạc 60 xung bộ mẹ pin ông hao chén lẩu bay bộ mình sẽ qua bộ mẹ pin ông ơi lại ạ. Chúng ta sẽ cùng lên sân khấu được không ạ?
sắp sân lên sàn thì không đây xin được ạ.